Xin chào cả nhà, chào mừng mọi người đã đến với phiên bán hàng ngày 30 tháng 12 năm 2022. Hôm nay thì bên cơ sở nhà em có rất là nhiều những dòng hàng để trưng hoa Tết, những dòng hồ điệp mai đỏ phụ nữ, những dòng cát đang giảm giá và dòng chớp bịp. Và hai số điện thoại để đặt hàng là 0393 998895 hoặc 0966 121377. Nhà em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Gia Lộc, Hải Dương. Và tất cả những đơn giá em báo là chưa có phí ship ạ. Các bác nhận hàng, thanh toán tiền hàng, tiền phí ship cho bên vận chuyển. Một số dòng hàng nhà em có chương trình miễn ship thì các bác phải nghe kỹ trong video nhé. Bởi vì nhà em hàng trăm loại mặt hàng, không phải loại mặt hàng nào cũng được miễn ship. Một số mặt hàng em chạy số lượng ưu đãi thôi ạ. Và ngày hôm nay thì em lại tiếp tục giới thiệu đến các bác một cái lô mai đỏ nhà em về cập bến số lượng nhiều. Nói chung là hàng nhà em đang đóng đi dần cho khách hàng nhé. Và bởi vì sao hàng năm cứ đến thời điểm này nhà em bán mai đỏ, đến thời điểm gần Tết là dòng mai đỏ là một loại hàng cực kỳ là chạy hàng. Bởi vì sao ạ? Nó là dòng bông hoa đỏ với tượng trưng cho sự may mắn, đem đến tài lộc cho gia chủ. Đây là những chậu mai đỏ hàng năm nhà em bán. Và thời điểm này là thời điểm thích hợp nhất để các bác gửi mai đỏ, các bác biết không? Tại sao ạ? Khi mai đỏ mà nụ to như này gửi đi các bác là rất dễ bị rụng nụ. Còn bây giờ là nụ mai đỏ nó mới nhỏ xíu 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 đúng không nhá? Nó sẽ nhỏ xíu như thế này thì gửi đi nó rất là an toàn. Mai đỏ sẽ trải qua một số những cái quá trình phát triển là từ nụ nhỏ đến nụ to. Nụ nhỏ ban đầu nó sẽ là màu hơi đỏ đỏ nhé, đỏ hòn như này này. Nhiều khi các bác nhìn không ra nụ cơ. Dần dần thì nó sẽ chuyển sang màu xanh xanh. To dần lên thì nó sẽ chuyển ra màu xanh xanh đậm hơn. Và cuối cùng nó sẽ chuyển sang màu đỏ đấy ạ. Bên đây nó có một cái cây nụ to này, các bác nhìn cái cây nụ to màu đỏ chưa ạ? Đó, đây chính là cái mai đỏ đấy ạ. Và hoa mai đỏ nhà em thì bao chuẩn cho mọi người là mai đỏ cánh kép. Bởi vì có cả cánh đơn nhá các bác nhá. Có cả mai đỏ cánh đơn đấy các bác. Và cánh đơn thì nó mỏng hơn, riêng cánh kép thì nó cực kỳ là dày. Hàng năm nhà em vẫn bán mai đỏ đây ạ, mọi người có thể tham khảo. Đấy, cuối năm thì em sẽ lên chậu em bán, nhưng bây giờ ship đi thì em sẽ bán cho mọi người những dòng hàng bầu đất thôi ạ. Đẹp chưa? Hàng lên chậu này Tết năm nào cũng cháy hàng mà giá các bác biết là bao nhiêu ạ? 250, 280 rồi hơn 300, 350 một chậu cơ. Chứ không có cái giá mà hiện tại nhà em đang bán như thế này đâu. Nên mọi người phải thật nhanh tay, mình mua ở xa thì em ship toàn quốc cho các bác. Mai đỏ nhà em là hàng dâm bầu, không phải hàng dễ trần nhá. Nên khi các bác chơi hoa xong, những cái bầu đất này các bác tháo bớt ra hoặc là các bác cho ra ngoài vườn, rất là đơn giản trồng và nó rất là khỏe. Để nhấc lên nó không bị rụng gốc, không bị lung lay gốc, chứng tỏ đây là cái hàng là dâm bầu từ khi cây còn nhỏ ấy ạ. Chứ mình mua cái hàng dễ trần mình chơi xong thì coi như là mình chỉ vứt thôi. Đấy, ngắm lại một lần nữa cái dòng hoa mai đỏ nhá các bác nhá. Hoa cánh kép đỏ rực rỡ luôn. Rất là đẹp. Hàng này các bác về chỉ cần thêm chậu thôi ạ. Đó. Đây là cái bông hoa của nó to đẹp như thế này này. Đấy, đẹp chưa? Mai đỏ hàng năm nhà em vẫn bán xuất rất là nhiều. Và các bác ơi, tranh thủ lấy luôn thời điểm này để gửi đi cho nó an toàn nhất nhá. Và em cam đoan các bác là bảo hành, cam kết các bác là nở trước Tết. Tức là làm sao các bác là chơi trước Tết. Nhiều bác cứ sợ là tôi nhìn cái nụ nhỏ này liệu có nở sau Tết hay không. Thì em cam đoan 100% là sẽ nở trước Tết. Cây nào các bác nở sau Tết bên em sẽ bồi thường 100% giá trị hàng cho các bác nhé. Em bán nay đỏ rất là nhiều năm rồi, nên là các bác yên tâm, nụ này là đảm bảo các bác là kịp Tết để chơi. Và hàng này là hàng nhà em là hàng loại chọn. Em lên từng tận vườn, em chọn từng cây các bác biết như thế nào rồi ạ. Chứ còn ở trên vườn rất là nhiều cây, nó chỉ có ít cành, ít tán thôi. Nên là những cái hàng đấy nó rẻ tiền, em không lấy. Em lấy hàng chọn hơn, nó đắt hơn 1-2 chục nghìn, vài chục nghìn. Nhưng mà nó chất lượng hơn rất là nhiều. Bởi vì sao? Cả năm chúng ta chơi, chúng ta làm ấy, thì đến Tết chúng ta trưng một cây mai đỏ, nó đẹp. Thì để cho nó đón một cái Tết ấm áp hơn đúng không ạ? Và em giải thích qua để các bác nào khi mà mới chơi mai đỏ lần đầu tiên thì các bác thông cảm. Thứ nhất là dòng mai đỏ đang mùa xuống lá, nó phải không có tí lá nào và cây của nó như cành củi khô. Gọi là cành củi khô đúng thôi, tại vì nếu mà các bác nhìn cây này ở ngoài đường các bác còn không thèm nhìn ngó cơ. Bởi vì các bác nhìn cây nó có chút sức sống nào đâu. Nhưng mà các bác nhìn sâu ở bên trong nụ rất là nhiều. Đó. Và thứ hai là các bác vui lòng các bác bẻ cho em nè. Các bác nhìn thấy chưa? Cành cây là cành cây tươi, tức là cây vẫn có chất dinh dưỡng, vẫn đang sống rất là bình thường chứ không phải là như cành củi khô đâu ạ. Cành củi khô nó không có chất dinh dưỡng, nó là cành củi khô. Còn đây là cây nhá. Các bác lưu ý nhá, nhận hàng nhớ là đừng bác nào bảo là nhìn như cành củi khô nhá. Em gặp rất là nhiều trường hợp này rồi nên em phải giải thích tại sao để cho mọi người hiểu. Thứ hai là cây nhà em nó cũng khá là nhiều tán như thế này. Các bác thấy chưa? Nhiều tàn nhiều cánh như thế này. Mỗi cây nó có một thế khác nhau. Đấy, ví dụ như cây này cũng thế này rất là đẹp này. Đấy. Nhưng mà
những cái cành cao này này nó không để làm gì cả nhé bác nhá. Nhiều bác bảo tại sao lại cắt cành của tôi đi, cây mai đỏ nó phát triển nó để nhiều cây nó chỉ thấp nó không có cành cao, nhưng có những cái cây nó cành cao vút như thế này, các bác về nhớ là phải cắt tỉa đi nhá. Bởi vì người ta chơi những hàng mai hàng đào người ta chơi theo thế theo dáng, chứ không phải là các bác mua một cái cây mai đỏ này các bác để nguyên cây này lên trên chậu đâu ạ. Đấy, cây này ở dưới rất là nhiều nụ hoa này, rất là hoa nhiều, nhưng các bác phải cắt những cái cành trên đi. Tại vì sao? Để cho nó cái tàn nó đẹp. Mọi người hình dung không ạ? Hàng bao đẹp luôn, nụ rất là nhiều. Và cây mai đỏ ngày hôm nay nhé, bán chỉ có 199.000 thôi. Giá rẻ nhất thị trường rồi các bác ạ. Hàng chọn người ta bán 250 cơ. Hôm nay hàng chọn em bán 199 và mua 3 chậu em miễn phí phí ship cho các bác nhé. Mua 3 chậu. Mua 3 chậu mai đỏ em sẽ miễn phí ship cho các bác. Tức là chỉ có 200.000 một giò mai đỏ là các bác sở hữu một chậu đẹp để trưng Tết rồi. Cực kỳ là rẻ. Và đừng bác nào nhìn tình trạng cây cũng như khi đặt hàng đến nơi lại kêu là mai đỏ tại sao là cành bị cắt là một này, thứ hai là tại sao là cây như củi khô nhá. Nếu mà các bác chơi như thế thì đừng đặt hàng nữa, để tránh trường hợp đến nơi các bác cứ trả đi trả lại, bọn em đóng một cái đơn mai đỏ nó vất vả lắm ạ. Và hàng này nó rất là nặng, nó nặng 5-6 cân nên em sẽ phải bớt cái đất này đi để gửi đi cho các bác là nó an toàn, nó nhẹ tiền cước cho các bác, chứ không gửi đi một thùng nó 80.000 tiền cước thì chết rồi. Nó chỉ rơi tầm 40.000 một cây thôi, 40-45.000 tùy cây. Và em sẽ phải bớt đất đi. Từ 35-45.000 một cây, nó tùy cây tùy dáng, mà khi mà đóng thùng mà nó có thùng to thùng nhỏ nó khác nhau, bởi vì cái cành nó xiên xẹo khác nhau, các bác hình dung không? Chứ nó không có mức cước cố định. Còn các bác mua 3 cây em sẽ miễn phí ship. Có khách lấy 10 cây, 15 cây. Nói chung là mai đỏ này nhà em bán số lượng nhiều lắm. Em nói hơi dài dòng để giải thích cho các bác nào chưa biết đến dòng mai đỏ. Thì khi mà mình đặt hàng ấy thì mình lưu ý để có những cây thế dáng rất là đẹp, cổ thụ ấy. Nói chung là gốc thì gốc rất là to, gốc to bằng ngón chân cái luôn, gốc to bằng ngón chân cái luôn ạ. Hàng bao đẹp nhá các nhá, nhìn xấu xí thôi nhưng mà vài hôm nữa nở hoa thì rực rỡ một góc trời luôn ạ. Và sau đây thì em chuyển sang những dòng hàng hoa lan khác nhé. Lên cho mọi người một dòng hàng siêu VIP đó là chớp bịp ạ. Chớp bịp là một cái dòng hàng chớp đột biến, nó thuộc dòng dendro nhưng dòng đột biến cánh viền chớp. Đây mọi người có thể tham khảo qua cái bàn hoa của nó. Đây là hoa hàng hoa thật nhá, hàng khách hàng nhà em chụp ảnh luôn đấy. Và cái dòng hoa này thì có đặc điểm nó chính là hoa nở quanh năm, rất là bền và hoa số lượng bông trong một thân nó rất là nhiều. Mọi người có thể ngắm qua cái mặt hoa của chớp bịp thì rất là đẹp. Và hôm qua thì em cũng đã lên một lô và nó chỉ còn từng đây thôi. Và hôm nay sẽ lên nốt những cái chậu cuối cùng và kết thúc năm 2022. Và nhà em đang có chương trình là mua 2 chậu chớp bịp em sẽ miễn phí ship. Còn nếu các bác mua một chậu thì vui lòng trả cho em là 30.000 tiền phí ship cho bên vận chuyển nhá. Shipper họ sẽ thu 30.000 tiền phí ship. Còn đâu là mua 2 chậu em sẽ miễn phí ship ạ. Các bác lưu ý nhá. Em gọi đây là mã chớp bịp số C1 này, mã C1 một chậu chớp bịp 210.000 đồng. Chậu này là 4 thân tơ, nó di dít vào nhau này. 210.000 đồng thân tơ ạ. Mã C9 chớp bịp 220.000. Chớp bịp nhá, nó sẽ lên hoa đầu ngọn và nó sẽ ra ở những nách. Và loại này đặc biệt là đầu ngọn lên hai nụ hoa cơ, nó không phải lên một nụ đâu. 220.000 C9 này. Mã C11 chớp bịp 220.000. Ui, cây tơ rất là đẹp. Có 220.000. Chậu này không mua thì hơi phí. Mã C12 chậu này 200.000. Chậu này thì na hoa ở trên đầu ngọn một lần rồi, đang sưng mắt nụ ở nách. 200.000. Mã C16 230.000 chớp bịp 230.000, sum xuê rất là nhiều thân. Đó. Mã C17 chớp bịp 260.000. Đây ạ, chậu này là thân tơ này, đang chuẩn bị ra hoa này. 260.000. Đây là chậu chớp bịp số 27. Và tiếp tục em sẽ lên đánh mã từ 21 nhé. Tại vì hôm qua em đánh 20 chậu chớp bịp thì còn 5 chậu thôi ạ. Nhớ là 2 chậu trở lên sẽ được miễn phí ship. Mã C21 chớp bịp, đây là một chậu rất là đẹp, nhiều thân tơ, 230.000. Đây là C21. Mã C22 chớp bịp, chậu này cũng 230.000 nhá. 3 thân tơ rất là cao, khỏe mạnh, C22. Mã C23, chậu này thì chậu này nhỏ xinh thôi, 180.000. Chậu này làm giống nhá, 180.000. Mã C23. Mã C24, đây chậu C24 này. Chậu này cao khỏe này, đây chuẩn bị nhú nụ rồi. 24 này, chậu này 230.000 này. Mã C24 là 230.000 này, cao lắm. Mã C25 220.000. Mã C26, ôi, chậu này cũng là toàn thân tơ này, 230.000. Mã C27 chớp bịp
220.000. Mã C28 chất bịp. Ở chậu này cũng cao to nhiều thân, 240.000. Mập khỏe, cái lá ở trên đây chuẩn bị sưng ngụ này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây là mã C28 nhá. Tiếp theo là mã C29 cho bịp. C29 cho bịp 220.000. Đây là mã C29. Đây em lấy nốt cái rổ này, nốt cái rổ này ra để em bán nốt cho các bác. Đã hết hàng cho bịp luôn. Mã C29 rồi này. Em đánh theo từng mã nhé. Các bác đọc đúng mã là em sẽ mai em dính hình chuẩn này. Mã C29. Mã C30 cho bịp 210.000 đồng. Mua 2 chậu miễn ship. Mã C31. Một chậu 220.000, thân tơ đẹp. Mã C22. 230.000. Mã C23. 220.000. Mã C24 cho bịp 220.000, thân tơ. Mã C25 cho bịp. C25 chất bịp 220.000. Mã C26 chất bịp 220.000. Thần tơ nhé mọi người nhé, chuẩn bị nhú vòi ấy. Mã bao nhiêu rồi ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 45. Đây là 26 này. Mã C27 chất bịp 220.000. Mã C28 chất bịp cũng 220.000, lùn lùn xinh xinh thân tơ. Mã C29 chất bịp cũng 220.000. Nhiều thân, cái này nên hoa đầu ngọn một lần rồi. Nhiều mầm gốc đấy. Mã C30 chất bịp cũng 220.000 này. Mã C31 chất bịp. Đây chuẩn bị nhú nụ rồi này. Cũng 220.000. Và mã C32 chất bịp giò này 230.000 nhé. 230.000 thần tơ. Đây là những cái chậu chất bịp cuối cùng, là hết hàng chất bịp rồi nhá. Nhà em hôm qua cũng có mấy khách người ta dặn nhưng mà chưa kịp gọi lại. Hôm nay em quay video, bác nào mà xem được luôn thì các bác chốt hình luôn cho nó dễ. Đó, hàng đột biến chất bịp. Em về một lô hàng cát rất là đẹp và rất là nhiều mẫu mã cát khác nhau. Nhà em thì thường lấy là hàng tem phân loại màu chuẩn hoa cho các bác, và tất cả những dòng lan cát nhà em thì có đính kèm mặt hoa để các bác có thể lựa chọn. Cát nhà em thì sẽ miễn ship, các bác mua từ 3 chậu trở lên, và chương trình cuối năm bên em sẽ tri ân khách hàng mua 9 chậu cát sẽ được tặng thêm một chậu cát giá 130.000, mua 9 tặng 1 nhé, sẽ là 10 chậu. Và cát hôm nay thì rất là đẹp. Dòng cát thì không phải nở mỗi mùa mỗi một mùa đâu ạ, mà nó nở quanh năm. Có những dòng cát rất là thơm, hương thơm ngào ngạt. Và dòng lan cát này đẻ nhánh nhanh, ra dễ khỏe. Các bác nhớ là nếu mà lên to quá các bác nhớ tách chậu ra nhá, thì nó sẽ nhanh phát triển hơn. Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu lần lượt từng loại cát. Đây là chương trình cuối năm rồi nên các bác thật là nhanh tay. Và cứ mua 3 chậu bên em sẽ miễn phí ship. Còn bên em vẫn ship từ 1 chậu nhá. Mua 1 chậu bên em cũng ship, còn mua 3 chậu thì được miễn phí ship. Mua 9 chậu miễn phí ship mà lại còn được tặng thêm 1 chậu thành 10 chậu ạ. Cát hôm nay về bao đẹp bao rẻ các bác ạ. Sau đây thì em xin điểm qua ạ. Và bác nào muốn tham khảo thêm hướng dẫn kích hoa về cát nhé, các bác nhớ là nhắn cho em nhé. Em sẽ gửi kèm cho bác hướng dẫn kích hoa cát. Bởi vì không phải ai trồng lan cát cũng ra hoa đâu ạ. Có những khách hàng trồng lên cây rất là tơ, rất là mướt đẹp, nhưng mà chẳng hiểu sao lại không có hoa. Bởi vì mình chưa trồng đúng cách thôi ạ. Còn đây là những cái kinh nghiệm mà bên em đúc rút từ những khách hàng mua lan cát nhà em trồng ra hoa. Bác nào muốn tham khảo, muốn xin thông tin thì em sẽ gửi cho bác một tờ hướng dẫn, hoặc là gửi qua Zalo thông tin để các bác kích hoa cát cho nó thành công nhé. Chúc các bác sưu tầm được những giò lan đẹp. Và sau đây thì em xin giới thiệu điểm danh qua từng loại lan cát đến các bác. Cát vàng lưỡi đỏ này, hoa thơm, bông to. Đây ạ các bác nhỉ, hoa của nó cánh vàng và lưỡi của nó màu đỏ đậm này. Đây mới chỉ là một bông hoa thôi nhá. Dòng này dòng cát một lá và size to. Chậu này là chậu phi to các bác ạ. Một chậu của nó rất là nhiều giả hành như thế này. Và cát vàng lưỡi đỏ ngày hôm nay thì bên em xin phép bán với giá là 230.000 đồng một chậu. Mua 3 chậu em sẽ miễn phí ship. Số lượng cát vàng lưỡi đỏ nó tầm chục chậu thôi ạ. Loại to, đây là loại
bụi to, còn bụi nhỏ bình thường nó chỉ có số lượng tầm khoảng một nửa tép này thôi, mà đã rơi tầm 180 rồi. Hôm nay là một bụi gấp đôi, chỉ có 230.000 thôi. Một bụi về các bác làm tác phẩm luôn ạ. Hàng cát thì nó nở quanh năm. Bác nào muốn hướng dẫn cát, bên em sẽ gửi cho bác hướng dẫn kích hoa cát kèm theo ạ. Cát hoa đỏ ạ. Mọi người ơi, cái dòng hoa đỏ là cái dòng hoa mà tượng trưng cho sự may mắn ạ. Tượng trưng cho sự may mắn, sự thịnh vượng. Dòng cát đỏ này, bụi cũng nhiều thân, và dòng cát một lá này em bán là 150.000 đồng một chậu nhé. Cát đỏ. Dòng cát thiên mẫu này, dòng cát thiên mẫu này là dòng cát bông to. Hôm nay em về có hai size dòng thiên mẫu nhá. Bụi to hàng khủng này là loại cát trắng thiên mẫu bông to bằng bàn tay. Loại này thì em bán là 250.000 đồng một bụi. Còn nếu các bác muốn lấy giống thôi thì các bác chuyển sang bụi nhỏ hơn. Bụi này thì trồng trong chậu phi 10. Hoa của nó cũng là màu trắng lưỡi tím, nhưng đây là dòng thiên mẫu, hoa rất là đẹp và thơm. Em bán là 150 đối với size nhỏ, và size to là 250.000. Nếu mà các bác điều kiện thì em khuyên là các bác nên lấy loại chậu size to hơn, bởi vì số lượng tép nó còn gấp 3 lần đối với dòng chậu size nhỏ cơ, mà giá chỉ có 250.000 thôi. Hàng rất là đẹp và hàng này thì nên chơi, đáng chơi lắm ạ. Cát vàng nhá. Hôm nay thì em về cái lô cát vàng này, nó khá là nhiều cây đang có mèo này. Đây ạ, mèo, đây là những cái mèo, và mèo này là những cái mèo lên hoa nhá mọi người. Đấy, một hai bông thì đã lên hoa cứng rồi. Đây, những mèo này đều có con ở trong. Và những cái chậu cát màu vàng này thì em thấy là khi mà nở hoa nó sẽ có hai màu, một là màu vàng tươi, hai là màu chuyển sang vàng cam. Và cái dòng này là nó là đổi màu đấy ạ. Một chậu vàng này em bán là 150.000. Hàng này thì em thấy là có mèo nụ rồi. 150k một chậu cát vàng nhá. Màu cát nữa đó chính là dòng cam đỏ ạ. Dòng cam đỏ ngày hôm nay cây của nó hiện tại một số cây nhá, một số cây đang có những cái mèo nụ đang lên này. Đó, một số cây đang có cái mèo nụ đang lên. Và bông của nó màu cam đỏ rất là đẹp, bông hoa một lá, bông to. Loại này thì siêu xuất sắc luôn. Giá là 150.000 đồng một chậu nhá. Bụi nhiều thân, lô đợt này bụi cam đỏ rất là nhiều thân, và mua 3 chậu cũng sẽ được miễn ship. Một trong top những dòng hàng hoa thơm mà em cảm thấy là bán rất là chạy hàng lượt vừa rồi đó chính là dòng cát trắng lưỡi tím hoa chùm. Dòng này là cát trắng lưỡi tím nhưng mà dòng hai lá nhé. Trắng lưỡi tím em sẽ có hai loại, loại một lá và loại hai lá. Loại hai lá thì hoa nó hoa chùm, và bản chất loại này là dòng hoa thơm. Lô trước thì em lấy về là có mấy bông nở hoa, nhưng tuy nhiên lô này thì nó toàn là cây tơ hết ạ. Chỉ lác đác một hai cây đang có mèo thôi, một hai thôi nhé. Bởi vì em không bán hàng mèo nụ đâu ạ. Em bán cho mọi người là chuẩn hoa, bụi chiều cao chỉ là tầm một gang tay thôi, cầm gang tay đổ lại bản. Và loại này thì rất là nhiều thân, về các bác vui lòng là tách cho em ra, bởi vì thân tơ mầm gốc lên rất là nhiều. Một chậu cát trắng lưỡi tím dòng hai lá này thì em bán với giá là 150.000 đồng một chậu, và mua 3 chậu em miễn phí ship, sum suê luôn đấy ạ. Hoa thơm lắm, thơm cực kỳ luôn, và hoa nó là hoa chùm. Cát ba cánh tím ạ. Dòng này thì cây của nó khá là nhiều thân, và đây là dòng hai lá. Tuy nhiên bông của nó cũng không phải là nhỏ đâu ạ. Đây mới bói ra một bông này. Đấy, bói ra một bông nhưng bông này nó sắp tàn rồi. Đấy, rất là đẹp. Ba cánh tím em đính kèm cho mọi người cái mặt hoa để các bác nhìn rõ hơn. Cây hôm nay đẹp lắm ạ. Chỉ có 130.000 một chậu ba cánh tím ạ. Mua 3 chậu miễn phí ship. Cắt về số lượng tiếp theo bổ sung thêm một số lượng cực kỳ nhiều, đó chính là cát trắng kim cương, dòng hoa thơm. Dòng này thì chậu to, bụi to, và hoa của nó màu trắng, rất là thơm. Hoa màu trắng, bông to và họng màu vàng. 200.000 đồng một chậu nhé. Cát trắng kim cương, vàng môi son. Dòng này hoa của nó thành từng chùm với hoa màu vàng cánh sắc, và cái lưỡi của nó màu đậm, màu đỏ đậm. Màu vàng môi son này em bán là 150.000 nhé. Hoa rất là đẹp luôn, dòng này nên chơi ạ. Cam lửa hôm trước bán rất là chạy hàng, và hôm nay lại về bổ sung thêm này. Cam lửa hôm nay bụi còn to hơn hôm trước nhé, và em cũng sẽ cố gắng giữ giá cho các bác. Hiện tại thì nhiều cây đang có mèo nụ ạ. Đây là màu cam lửa. Bụi to như vậy giá chỉ có 130.000 thôi. Dòng này thì dòng hai lá rất là siêng hoa. 130.000 đồng một chậu cam lửa. Riêng cát mua 3 chậu em sẽ miễn ship nhé. Cát bảy sắc cầu vồng nhá. Hôm nay em về cái lô cát bảy sắc cầu vồng này siêu đẹp luôn mọi người. Phải nói là đầu năm lấy một chậu bao nhiêu thân thì cuối năm thì lấy phải gấp đôi số lượng thân chậu đấy. Đây em nhấc cho các bác một bụi bảy sắc cầu vồng. Hàng này là hàng cát tem có chuẩn hoa này. Cát tem này mọi người, rainbow này. Bảy sắc cầu vồng hôm nay bụi rất là nhiều thân. Cái này còn phải buộc vào ấy, tại vì thân nó cao. Đây, nhặt cho các bác những cái chậu to nhất nhé. Đầu năm bán 200.000, số lượng thân chỉ bằng một nửa ấy thôi. Hôm nay thì chị Ân các bác có 20 bụi bảy sắc cầu vồng chuẩn hoa. Giá 180.000, mua 3 bụi miễn ship nhé. Kết hợp những màu cát khác cũng được miễn ship từ 3 bụi. Đấy, bảy sắc cầu vồng hôm nay đẹp chưa? Quá nhiều thân. Theo là cát cam chớp ạ.
Nếu mà nói về dòng hoa cam lửa thì hoa đã rất là đẹp rồi, còn dòng cam chớp này thì lại là dòng hoa của nó cực kỳ là tuyệt vời hơn. Dòng cam chớp hoa một lá, bụi to, nhiều thân, 150.000 đồng một chậu cắt cam chớp nhé. Cây của nó rất là to và lá cũng to đẹp ạ. Hồ điệp trắng tím. Đây ạ, tím trắng, trắng tím nhá. Hoa của nó này, dòng này dòng hai ngồng hoa. Và hoa của nó rất là sai. Cái loại này thì nở hơi nhiều nhưng mà hoa rất là bền. Loại này thì lên bình cứ tầm 2-3 chậu là ghép thành một chậu đẹp. Dòng hoa mini em bán là 140.000 đồng một chậu hồ điệp tím trắng. Tiếp theo là hồ điệp mãn thiên hồng, mệnh danh là hồ điệp bền nhất trong tất cả những dòng hoa hồ điệp. Mãn thiên hồng ngày hôm nay thì cái ngồng nụ của nó khá là cao và cây phân cũng khá là nhiều cành nhá. Chậu của nó là chậu hai ngồng hoa đang phân tay phân nhánh như thế này. Mãn thì nó có nhiều loại lắm ạ, mọi người hình dung không ạ? Có những loại thị trường người ta bán cái loại 40-50.000 thì cái loại đấy nó là ngồng thấp và không có phân tay. Nhưng hàng này là các bác lưu ý giúp em là hàng này là hàng phân tay, là dòng mã khác nhá. Đấy, hồ điệp nó phải khác nhau là như thế, các bác phải nhìn, mọi người phải nhìn tình trạng cây cũng như là chất lượng cây ạ. Hàng này hàng hai ngồng, em bán với giá 90.000 đồng một chậu. Đang lở lốp bốp một vài bông, bây giờ sắp Tết rồi ấy, nên là các bác lấy cái loại này về chơi là vừa. Bởi vì sao, độ bền nó còn tơi tầm 4-5 tháng á. Chơi à quên, 4-5 tháng thì nó lâu quá nhưng nó cũng phải rơi tầm 3 tháng là ít nhất, đến tầm 4 tháng. Màu hoa của nó là màu tím đậm, rất là bền hoa, mãn thiên hồng. Hồ điệp vàng lưỡi đỏ bông đại. Dòng này thì đây là cái dòng bông đại, cây đại. Hoa vàng ít khi có hoa bông đại như thế này lắm ạ. Cái màu vàng tươi với lưỡi của nó rất là đẹp. Và hàng này rất là nhiều nụ, cốc 3.5 ạ. Hàng đại này, hoa vàng lưỡi đỏ này, em gọi đây là mã vàng lưỡi đỏ nhá. Vàng lưỡi đỏ bông đại nhá. Em xin phép bán với giá là 170.000 đồng một chậu. Vàng lưỡi đỏ bông đại, hoa siêu đẹp. Bông to, sai hoa. Hồ điệp đỏ. Em gọi đây là mã đỏ nhá. Đây, hoa của nó này, màu đỏ này. Mọi người nhìn kỹ giúp em tình trạng hoa, nó là dòng hai ngồng và nó còn phân tay phân nhánh ra. Hồ điệp đỏ cốc 3.5 này thì em xin phép bán với giá là 170.000 đồng một chậu hồ điệp đỏ 170. Lên bình rất là xinh. Hồ điệp hồng thơm, dòng này là dòng hoa đại nhá. Dòng hồng thơm năm ngoái em có số lượng về, nó có ít và rất là nhiều khách hàng hỏi loại này nhưng sau đó là hết hàng. Đây hồng thơm bông đại đây. Số lượng hoa trong một cần này rất là nhiều hoa và nó nở, đang nở tầm 2 bông. Bông to. Đây là màu hồng thơm và loại này nó còn đổi màu cơ, nó còn đổi sang cái màu tím tím như thế này. Đấy, nó là dòng hoa đổi màu ấy ạ. Rất là đẹp. Và cái dòng hồng thơm này thì em bán với giá là 180k một chậu. Cái lá hồng thơm nó dài dài, nó không được đẹp mã đâu ạ, tại vì những cái dòng hàng hoa ấy, đa phần là các bác chơi dòng nụ thì mình không quan tâm đến cái lá lắm đúng không? Đây là em cũng nói qua cho các bác là những dòng hàng hoa thường là nó sẽ lá nó sẽ hơi xấu một tí, nhưng mà được cái là dòng này dòng đổi màu này, một bông này có hai màu này, màu này thì tím đậm đậm, dòng này thì hơi màu cam hồng. Đẹp mê ly luôn, 180.000. Hồ điệp bò sữa, siêu nụ hoa. Bò sữa này nó là hàng mà trên 10 bông nhá. Hoa của nó thì nở cũng tương đối, nở 5-6 bông nhưng mà còn rất là nhiều nụ. Loại bò sữa này cốc to 3.5, 180.000, hàng này là hàng vườn. Hồ điệp đột biến, hoa của nó là màu vàng chớp. Đây là vàng chớp đỏ này, lưỡi đỏ, cốc 3.5, hàng hai ngồng hoa và có phân tay phân cành như thế này. Em bán là 170.000. Hàng vàng chấp này thị trường người ta đang bán 190 đến hơn 200 nhé. Bởi vì đây là hàng đột biến mọi người ạ. Hàng đột biến. Bảo đảm các bác là hàng siêu đẹp, siêu xinh, cây cũng to nữa. Đây là vàng chấp đột biến. Điệp trắng tuyết, hàng cốc 3.5, hàng phân tay phân nhánh. Đây ạ, một cây của nó thì phân ra rất nhiều nhánh như thế này và bông hoa của nó màu trắng tinh với lưỡi của nó màu tím đậm rất là đẹp. Nhiều tay nhiều nhánh, cái này chỉ cần 3 cốc thôi đã chơi tầm 6 cành hoa rồi. Và hàng này chia chẽ nhánh đan lên không. Chậu hoa của nó rất là sum xuê. Và một chậu trắng tuyết như thế này bên em đang bán với giá chỉ có 170.000 đồng một chậu thôi. Hàng về liên tục ạ. Hồ điệp tím viền trắng nhá. Hàng siêu phân nhánh mà đẹp nhá mọi người nhá. Hoa của nó này cánh như cánh bướm luôn. Đẹp xinh. Tím viền trắng, hàng phân nhánh như vậy. Một cốc, cốc 3.5. Em xin phép bán chỉ có 170.000 đồng một chậu thôi. Riêng loại này nó phân nhánh, các bác chỉ chơi một chậu thôi để bàn uống nước cũng đã rất là xinh rồi. Và hoa của nó màu tím đậm. Đây là tím viền trắng ạ. Trong tất cả những dòng hồ điệp thì em thấy là cái dòng tiểu mai này là em thích nhất này mọi người này. Thứ nhất là cây của nó, hoa của nó rất là đẹp. Nó màu giống như kiểu màu hoa đào ấy. Và thứ hai là hàng của nó là hàng phân tay phân nhánh. Đây ạ, riêng tiểu mai các bác lấy 3 chậu ghép vào lập một chậu rất là xinh. Phân tay chẽ nhánh rất là nhiều. Và cái hàng tiểu mai này thì em xin phép bán với giá là 170.000 đồng một giò nhé. Hàng này em nhập cao lắm nhưng mà từ đầu mùa đến giờ vẫn bán 170. Nên là số lượng nhà em đi bao giờ cũng tiểu mai nó cũng số lượng nhiều. Đấy tiểu mai này rất là nhiều nụ nhiều hoa. 170k một chậu nhé.
Đây là đỏ ớt mọi người nhá. Những cái bông đỏ ớt rất là to đẹp. Và cây của nó là cốc 3.5 cốc đại. Dòng đỏ ớt này thì hàng đang có rất là nhiều nụ, chỉ nở nốt bốc 1-2 bông thôi. Đỏ ớt thì em bán là 180.000 đồng một chậu. Phía bên đây đó chính là trắng V3. Trắng V3 cũng đang lấy cho khách về để khách cắm Tết này. Bông to và nụ dài, sẽ lựa bác những cái chậu mà nhiều ngồng nụ nhất. Và cây đó rất là đẹp. Trắng V3, ngồng dài, bông đại này thì em bán là 180. Tiếp theo đó chính là màu xanh. Xanh táo này, năm ngoái xanh táo cháy hàng luôn. Năm nay xanh táo thì còn hàng này. Xanh táo này cũng 180k. Trắng lưỡi đỏ ạ. Màu trắng lưỡi đỏ này, cánh trắng. Và cốc 3.5. Dòng này thì tay của nó sẽ hơi ngắn một tí, nhưng hoa của nó rất là đẹp. 180k. Vàng chanh đây ạ, năm ngoái cái vàng chanh này là cái hàng mà bán chạy lắm. Riêng vàng chanh này năm ngoái ghép lên chậu, tác phẩm nó rất là đẹp. Vàng chanh, đây cái màu hoa của nó, bông nó to, nó đẹp và nhiều nụ. Cái vàng chanh này cây lá, thân lá của nó cũng to nhé mọi người nhé. Vàng chanh này em bán với giá là 180k. Trắng tuyết này, trắng tuyết hàng 2 ngồng, phân nhánh 170.000. Trắng tuyết em bán 170 thôi ạ. Bởi vì hàng này em giữ giá từ trước đến giờ là vẫn bán 170. Còn hàng đại là cái hàng vườn chuẩn hàng. Tiếp theo cái màu này màu bò sữa. Nếu không nhớ không nhầm đây là màu bò sữa. Siêu nhiều nụ và siêu nhiều hoa. Đây hàng này cứ như kiểu là hồ điệp của Đài Loan ấy. Nó nhiều hoa lắm. Đây, cần nó còn kéo dài đến tận thế này cơ. Cái dòng bò sữa này thì em bán với giá là 180 nhé. 180. Em bán đồng giá nó dễ tính tiền, chứ còn thực ra thì những cái màu này có những màu nó đẹp như thế này là nó chênh lên tầm 5 đến 10 nghìn ấy. Nhưng mà bán như vậy để đồng giá cho nó dễ dàng bán. Tiếp nữa đó chính là cái màu hồng Anna này. Đấy, hồng Anna cũng đẹp. Đây là màu xanh chấm này. Xanh chấm, màu này bền lắm, siêu bền luôn. Màu xanh chấm này siêu bền. Có một ít cái màu vàng. Vàng này gọi là vàng vàng mini nhưng mà hàng siêu ngồng. Hàng này cũng 180 này. Siêu ngồng. Đây và một số những mẫu mã hồ điệp này nữa. Hồ điệp này thì các bác đặt thì em mới lấy. Bởi vì hàng này em cũng nhiều mẫu mã quá rồi. Cái hàng này em bắt đầu đặt thì lấy ạ. Đây có màu. Cũng gọi chẳng biết gọi là tên là gì luôn. Đây và cái màu này cũng phân nhánh đẹp này. Đây các bác cứ chụp mẫu cho em nhá. Tại vì hàng này em lên tận vườn lấy, các bác cứ chụp mẫu, lấy số lượng nhiều thì em sẽ để cho giá tốt ạ.